Rất vui được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình bình luận và tường thuật trực tiếp các trận thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, 7 trên 11 đội của bảng 1 đã kết thúc vòng loại cuộc thi xe tăng hành tiến năm nay. 3 đội Liên bang Nga, Belarus và Trung Quốc vẫn giữ vị trí đầu bảng. Tiếp theo là các đội Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan. Đội tuyển Serbia đang tạm thời ở vị trí thứ 7. Và vị trí này sẽ hoàn toàn có thể được thay thế bởi đội tuyển Mông Cổ hoặc chính đội tuyển Việt Nam của chúng ta sau trận đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Kíp thứ 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam cần thi đấu trong khoảng thời gian dưới 22 phút 20 giây để có thể vượt qua đội tuyển Serbia và qua đó lọt vào vòng bán kết của cuộc thi năm nay. Ở lượt thi đấu của kíp thứ 2 cách đây 2 ngày, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và phải dừng trận đấu giữa chừng, đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn hoàn thành bài thi về đích với thời gian 31 phút 23 giây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những diễn biến của trận đấu đó. Với điều kiện thời tiết không ủng hộ trong ngày 26 tháng 8, kết quả thi đấu của kíp số 2 các đội Mông Cổ, Việt Nam, Venezuela và Syria đều không thực sự cao so với khả năng của các đội. Đội tuyển Việt Nam có sự khởi đầu không mấy thuận lợi khi chúng ta chỉ tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu sau một lượt bắn chính thức và một lượt bắn bổ sung. Ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam bước vào đường đua tốc độ, vượt chướng ngại vật rất khẩn trương. Vì đường chạy khá lầy lội nên lái xe không thực sự phát huy được tốc độ mong muốn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội có tốc độ trung bình cao nhất. Chúng ta đạt 66 km/h, trong khi Mông Cổ chỉ được 65 km/h, tốt nhất trong 3 đội còn lại. Cuộc đua bị gián đoạn trong hơn 1 giờ để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay hoạt động quanh khu vực thao trường Alabino. Ở các nội dung bắn tiếp theo, trưởng xe Phùng Anh Cương cũng đã nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu bia số 25, trực thăng treo ở khoảng cách 900m. Với nội dung bắn cuối cùng súng PKT, pháo thủ Phạm Văn Anh đã điểm xạ chính xác, tiêu diệt bia số 9 ngay ở loạt đạn thứ 2, giúp kíp số 2 rút ngắn khoảng thời gian so với các đội còn lại. Ở những km cuối cùng, chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam được Chu Văn Tùng điều khiển, cán đích với thành tích là 31 phút 42 giây, đứng thứ 4 trong nhóm thi cùng ngày. Như vậy, kết quả thi đấu của kíp số 3 sẽ quyết định rất nhiều đến việc chúng ta có lọt vào bán kết hay không. Vâng, đó là những diễn biến chính mà đội tuyển của chúng ta đã trải qua trong ngày thi đấu của kíp thứ 2. Để có thể góp mặt trong 8 đội đi tiếp vào vòng bán kết, đội tuyển xe tăng Việt Nam cần phải có một màn thể hiện hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ cùng hướng tới trận đấu của kíp thứ 3 trong ngày hôm nay cùng hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Công Cung, giảng viên bộ môn kỹ thuật chuyên ngành xe máy, trường sĩ quan tăng thiết giáp. Xin chào MC Quang Tùng, xin chào quý vị khán giả đang xem kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Và cùng với đó là thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, đại đội trưởng đại đội 5, tiểu đoàn 2, trường sĩ quan tăng thiết giáp. Chào anh Quang Tùng, xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Và trước khi vào phần trao đổi với các vị khách mời, tôi xin được gửi đến quý khán giả và các đồng chí câu hỏi mini game của chương trình hôm nay. Câu hỏi của hôm nay cụ thể là: kết quả thi đấu được ghi nhận gồm thời gian và số mục tiêu tiêu diệt được của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong trận chung kết bảng 2 xe tăng hành tiến Army Games 2020 là như thế nào? Xin nhắc lại, kết quả thi đấu được ghi nhận gồm thời gian và số mục tiêu tiêu diệt được của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong trận chung kết bảng 2 xe tăng hành tiến Army Games 2020 cụ thể là như thế nào? Kết quả được ghi nhận là do tổ trọng tài công bố sau trận đấu sau khi trừ hoặc cộng thêm thời gian do các lỗi vi phạm. Đáp án và danh sách người trúng thưởng của chương trình xin mời quý khán giả và các đồng chí xem trên fanpage kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam Army Games QPPN và trạm tin QPPN. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị khách của chương trình ngày hôm nay. Thưa Thượng tá Nguyễn Công Cung, nhìn lại các trận đấu trước thì đồng chí đánh giá như thế nào về kỹ thuật lái xe của các đội tuyển tại bảng 1, đặc biệt là những đội đang cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển xe tăng Việt Nam của chúng ta như là Mông Cổ, Venezuela, Syria và Serbia? Xin thưa anh Quang Tùng và quý vị khán giả đang xem đài, thì cái trận đấu trước là theo như cá nhân tôi theo đánh giá thì cơ bản các đội điều khiển xe là đều là thành thục các cái động tác yếu lĩnh và làm chủ được cái tốc độ của xe. Do cái điều kiện thời tiết là nó không tốt, đường là trơn trượt, đặc biệt là rất khó khi xe mà các như trong chương trình các quý vị đã xem, đặc biệt là qua cái vật cản là gồ ghề, đây là cái vật cản thiết kế bằng là thép ống. Do vậy là khi đi đến phía cuối vật cản thì nó sẽ bị dê xích
mà thường là các kiếp xe, và đặc biệt những kiếp xe của đội tuyển Việt Nam là sẽ giai đoạn cuối là không làm chủ được mà để dê và đâm vào cọc, dẫn đến là bị lỗi về phạt thời gian. Thì đấy là cái diễn biến của cái trận trước. Và riêng đối với lại đội tuyển Việt Nam ở cái đường lá số 1 thì khi qua cái vật cản là bãi mìn thì của ta là bất lợi, là khi vào cua để về vật cản sông cạn thì góc cua nó rất hẹp. Do vậy là kể cả nước Trung Quốc ngày hôm qua thi thì cũng vẫn bị là lỗi phạm là đè vào cọc mìn mà vẫn bị cái lỗi phạt thời gian. Thì cái này đòi hỏi trình độ người lái xe là phải thật điêu luyện và khéo léo trong khi mà xe qua các cái vật cản thì mới tránh được cái hạn chế được cái việc là đâm húc vào các cái cọc. Vâng, như vậy là chúng ở cái bảng 1 này thì có 3 nhóm, thì có 3 chiếc xe tăng màu đỏ đều chạy cái đường này đúng không ạ? Đó là Trung Quốc này, Việt Nam này và Serbia đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta vào chương trình này thì đội Serbia cũng đã chạy rồi và họ cũng đã có những cái khó khăn nhất định. Chúng ta sẽ nói về họ sau đúng không ạ? Tôi muốn hỏi một cái câu có thể nói là rất nhỏ nhôi nhưng mà rất đông đảo khán giả rất quan tâm. Bởi vì đồng chí là người trực tiếp dạy bộ cái phần mà lái cho các chiến sĩ xe tăng và đặc biệt là các chiến sĩ tham gia các cái cuộc thi Army Game. Vậy thì cái việc mà lái một chiếc xe tăng đấy nó khác gì nhiều không so với chúng ta lái một cái phương tiện như ô tô chẳng hạn, nhất là lái bánh xích với so với lái bánh hơi, cái vô lăng điều khiển của xe tăng cụ thể như chiếc T723 của chúng ta nó sẽ là như thế nào? Thưa anh Quang Tùng và thưa toàn thể quý vị khán giả, phải nói khẳng định là khác nhau hoàn toàn so với điều khiển một chiếc ô tô. Ở đây một chiếc xe tăng thì như các quý vị đã biết, thứ nhất là về trọng lượng nó là một cái xe tăng hạng nặng, thứ hai là về cái tầm nhìn của nó rất hạn chế. Đối với một xe tăng, kể cả xe tăng T54, T55 của Việt Nam hoặc cái xe ta đang thi trên T723 đây thì cái kính để ta nhìn thì chiều rộng nó chỉ có 5cm và nó chiều dài là 30cm. Như vậy nhưng trong cái quá trình huấn luyện, nó trong trình công tác tại binh chủng thì chúng tôi hay thông thường hay gọi để ghi nhớ là cái kính mắt cua là rất bé mà rất hẹp, cái phạm vi quan sát rất khó và điều khiển nó lặng nhọc mà điều khiển bằng cần lái. Và đặc biệt là trong quá trình điều khiển qua các cái vị trí vật cản thì là gì, là nó phải rất nhiều cái thao tác. Ví dụ như là cái vật cản mà qua sông cạn thì sau khi xe qua sông lên đến bờ bên kia thì người lái xe là phải thao tác 4 động tác cùng gần như cùng một lúc, vừa là bóp công tắc để dùng khi nén rửa kính lái xe, thứ hai là tay lại mở cái cửa thoát nước đằng sau, cửa chớp để cho mở ra thoát nước đằng sau. Thế nên là liền lúc đồng thời vẫn phải tăng ga và giữ được cái tốc độ để chạy để mới đua như các quý vị đang xem ở trên đường đua. Cái này nó có vẻ hơi giống với lái ô tô, tức là vù ga sang số ấy, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng nó vẫn khó hơn rất nhiều, bởi vì nó phải là kết hợp một loạt. Cái này kết hợp một loạt được cả 3-4 động tác liền. Và ngoài ra thì khi mà chuyển hướng, kéo cần lái hay là kể cả bàn đạp, nếu như bên ô tô gọi là bàn đạp phanh, nhưng mà bên xe tăng thì gọi là bàn đạp hãm, thì nó cũng lực nó nặng hơn, đòi hỏi nó cần sức lực và trí tuệ nó nặng hơn, và cái điều kiện trong cái buồng lái thì anh biết rồi, nó rất là chật chội như vậy, nên đòi hỏi người lái xe là chủ yếu là dùng bằng hai tay. Và ngoài ra thì phải rất là tinh nhuệ về cái con mắt, là phải nhìn cái bảng đồng hồ, và cái bảng đồng hồ của trên cái xe tăng này nó, chúng tôi vẫn ví là cái con mắt của người lái xe, thì thông qua cái bảng đồng hồ này thì mới biết được kiểm tra tất cả các cái cụm máy trong xe tăng mình còn làm việc bình thường hay không, hay là nó hư hỏng hoặc là có lỗi ở cụm máy nào để ta kịp thời xử lý khắc phục. Đấy, nó khác với này các cái thiết bị khác như vậy. Vâng, vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Nguyễn Công Cung. Vâng, chỉ là một ít phút thôi nhưng một người giáo viên lái xe đã cho chúng ta những chi tiết có thể nói là rất cụ thể về việc điều khiển một chiếc xe tăng, nhất là chiếc xe tăng tham gia một cái cuộc thi, một cái khí tài nặng tới hơn 40 tấn mà lại chạy với tốc độ như vậy, nó là một điều không hề dễ dàng chút nào. Và đó cũng là lý do mà không phải là chúng ta cứ muốn là được để có thể thành tích tốt được ở cái cuộc thi như này, nhất là khi điều kiện thời tiết nó không ủng hộ. Thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, trong 3 kỳ tham dự Army Game trước đây thì đã lúc nào đội xe tăng của chúng ta chạy ở cái làn đường mà như chúng ta đã trải qua ở cái năm 2021 này chưa? Thực tế thì năm 2018 đội tuyển xe tăng cũng đã thi đấu ở làn đường này ở vòng loại. Tại thời điểm đó thì có một cái điểm tương đồng, có một cái điểm khác biệt, đó là khu vực bãi mìn được bố trí ngay sau đoạn đường gồ ghề. Khi đó thì đội tuyển cũng đã phân tích những cái điểm hạn chế, những cái khó khăn, và về cơ bản thì nó cũng như những cái điểm mà Thượng tá Nguyễn Công Cung vừa đánh giá và nhận định. Để khắc phục bất lợi về làn đường này thì ngoài đòi hỏi kỹ thuật điều khiển của đồng chí lái xe ấy, thì trong trận đấu thứ 3 này
Theo đồng chí, chúng ta sẽ còn phải đề ra một cái phương án thi đấu như thế nào để chúng ta có được một kết quả nó hợp lý nhất. Mà như chúng tôi đã đặt ra ban đầu của chương trình là chúng ta phải có khoảng 22 phút, dưới 22 phút 20 giây thì mới có thể cạnh tranh được với đội tuyển Serbia và giành được một vị trí vào vòng bán kết. Với đối mặt với những cái điều này thì tôi nghĩ rằng trước khi thi đấu chắc chắn các lái xe của chúng ta đã phải nghiên cứu rất kỹ về đường đua, những cái vị trí đòi hỏi kỹ thuật khó và đưa ra cái phương án xử lý làm sao cho đảm bảo an toàn mà vẫn phát huy được tốc độ. Và năm nay với cái đường đua màu đỏ thì chúng ta có lẽ là phải sẵn sàng từ bỏ cái tham vọng phát huy tốc độ tối đa của xe tăng mà tập trung vào việc duy trì tốc độ trung bình ở mức cao. Dễ so sánh được đó là kíp 1 năm ngoái đạt tốc độ tối đa đến 74 km/h, tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu, hoàn thành nội dung thi với hơn 28 phút. Nhưng năm nay chúng ta cũng tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu, tốc độ tối đa chỉ đạt 65 km/h. Và chúng ta hoàn thành thời gian với tổng là khoảng 24 phút 58 giây, nhanh hơn rất nhiều so với năm ngoái. Điều này chứng tỏ rằng phương án mà chúng ta duy trì tốc độ trung bình ở mức cao, vượt qua vật cản an toàn vẫn tối ưu hơn việc là mạo hiểm chạy ở trên đoạn đường khó. Vâng, đó cũng là một cái giải pháp và chúng ta cũng đã từng trải nghiệm cái điều đó ở cái kíp thứ nhất của cuộc thi EM 2021 này. Vâng, như quý vị và khán giả đã biết, ngoài việc phải thực hiện 3 bài bắn vào các mục tiêu quy định, các kíp xe tăng sẽ phải chạy đua với nhau trên đoạn đường có tổng độ dài khoảng hơn 4 km, được bố trí các chướng ngại vật. Trình tự vượt qua các chướng ngại vật này phụ thuộc vào thể thức thi đấu của từng vòng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các thách thức và trình tự cuộc thi ở vòng loại của môn xe tăng hành tiến. Trong cuộc thi xe tăng hành tiến, ở vòng loại, trình tự vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua được quy định như sau. 1. Đường rắn lượn. 2 cửa ra rộng 4,5 m, có 4 cọc thẳng hàng cách nhau 15 m. Lái xe phải điều khiển xe tăng di chuyển theo hình zig zag mà không va chạm vào các cọc. 2. Bãi mìn. Rộng 6 m, dài 60 m. Xe di chuyển qua bãi mìn không bị dừng cơ động, va chạm với gậy chỉ, cột giới hạn, chốt nội bộ và đi lùi. 3. Sông cạn. Kích thước 1 chiều 32m, 1 chiều 45m, sâu 1,2m. Khi đang vượt qua khu vực nước nông, lái xe không được dừng, bẻ lái và trượt lại phía sau khi sang bờ bên kia. 4. Dốc cao. Cao 6,5m so với mặt đường đua. Xe vượt qua dốc không bị dừng cơ động, không trôi ngược lại phía sau. 5. Cầu vệt bằng. Mỗi vệt cầu rộng 1m, cao 1m, dài 40m. Khi vượt qua cầu vệt bằng, xe tăng không được lùi hay di chuyển liên tục đánh võng. Đây là vật cản, nơi mà các thành viên kíp xe tăng sẽ phải chịu sự va đập mạnh nhất. 6. Đoạn đường gồ ghề, có chiều rộng 10m, dài 35m. Mỗi thanh gồ ghề cao 0,3m, cách nhau 0,5m. Xe vượt qua khu vực đường gồ ghề không bị dừng cơ động, không đâm vào các cột giới hạn và đi lùi. 7. Dốc nghiêng 1 là giải địa hình như mái nhà, có một cạnh nghiêng trái và một cạnh nghiêng phải từ 7 đến 10 độ. Xe vượt dốc nghiêng không được để dừng động cơ hoặc trôi xe về phía sau. 8. Vách đứng, rộng 4,9m, cao 0,9m. Khi vượt vách đứng, lái xe phải căn đường, không để xe bị dừng, không trôi xe về phía sau. 9. Dốc nghiêng 2. Tương tự như dốc nghiêng 1, đây là một trong những vật cản khó. Vì xe tăng vận động khi đang bị nghiêng một bên, khó căn đường, dễ bị sệ thân xe sang bên nghiêng và va chạm với cọc giới hạn. 10. Cửa mở. Rộng 5m, dài 40m, bố trí các cọc giới hạn thẳng cắm cách nhau 10m. Khi qua vật cản này, lái xe phải căn giữa đường, tránh va cọc giới hạn, không để xe bị dừng cơ động hay đi lùi. 11. Hào chống tăng. Rộng 5m, sâu 2m, xe vượt chướng ngại vật mà không bị dừng cơ động, không va chạm thành hố, cột giới hạn và trôi xe về phía sau. Khi điều khiển xe vượt chướng ngại vật, cứ mỗi cột giới hạn của các chướng ngại vật bị húc đổ, xe bị dừng, xe đi lùi hoặc thực hiện sai bài thi, kiếp xe sẽ phải di chuyển tới khu vực phạt về thời gian, mỗi lần phạt 1 phút. Ngồi trong một chiếc xe bọc thép bịt kín bưng lại vượt qua những cái chặng đường gồ ghề, rõ ràng là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào cả. Hơn thế nữa, khi tham gia cuộc thi ở Army Games chạy với tốc độ cao thì có lẽ là cái cảm giác nó còn khó chịu hơn nhiều hơn như thế, phải không thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng?
Thực ra thì cảm giác khi ngồi trong xe lúc thi đấu rất là thú vị. Anh có thể tưởng tượng như là anh đang trải nghiệm một môn thể thao mạo hiểm, mà trong đó anh sẽ phải chịu sự rung lắc rất là mạnh mẽ, đôi khi là hất lên rồi lại rơi xuống. Và có những lúc thì anh sẽ phải chịu sự va đập mà chắc chắn rằng anh phải gồng mình, nghiến răng để chịu đựng. Và vô cùng kích thích với tiếng động cơ xe tăng gầm rú mạnh mẽ bên tai. Đó là một cái cảm giác có thể nói là rất là đông đấy. Nhưng mà tôi nói thật là tôi mới đã ngồi ở một cái cửa là hoạt động của trưởng xe thôi, mà đi mà mình gọi là mở nắp ra mình đi, mình đã cảm thấy nó không hề dễ chịu chút nào. Và rõ ràng đây là một kết quả của quá trình rèn luyện rất là kỹ lưỡng của các chiến sĩ lái xe, các chiến sĩ điều khiển xe tăng thì mới có thể có được một cái sức chịu đựng như chúng ta đã thấy. Thưa thiếu tá, thượng tá Nguyễn Công Cung, đội tuyển của chúng ta khi luyện tập ở trong nước ấy, thì thường chúng ta chỉ luyện tập với xe T54 và T55, trong khi đó thì chúng ta thi đấu ở Army Games là thi đấu ở xe T72, B3. Có sự khác biệt như thế nào về cơ cấu điều khiển, về kỹ thuật lái, đặc biệt là việc căn chỉnh ra vào các vượt cản giữa hai loại xe này ạ? Xin thưa anh Quang Tùng và thưa quý vị khán giả, riêng hai cái loại xe này thì ta phải khẳng định là khác nhau hoàn toàn 100%. Về cái vấn đề căn chỉnh đường thì đối với xe T54 và T55 thì ta là căn chỉnh là từ 1/3 đường tính từ bên trái theo chiều xe tiến, ta ngồi ở vị trí lái xe, ngồi vị trí đó. Thế nhưng đối với xe T72, B3 thì là ta sẽ ngồi chính giữa. Thế cái việc mà huấn luyện những cái năm đầu tiên chúng tôi đi huấn luyện thì cực kỳ là khó khăn, vì đối với lại lính xe tăng Việt Nam thì cái động tác lái xe thì đã ăn vào xương máu của bộ đội rồi. Do vậy là khi chuyển sang một cái xe dòng xe mới mà lại ngồi ở vị trí chính giữa, cho nên quá trình điều khiển là gần như là rất khó sửa, mà chúng tôi đã phải có những cái đợt là đề nghị với lại thủ trưởng cấp trên là dùng cái xe BT76 của Việt Nam chúng ta là xe hạng trung đấy, là ra nó ngồi ở vị trí giữa để ta tập lái làm quen nguyên mỗi động tác căn đường thôi, để cho làm quen để sau đó ta tiếp cận vào cái xe T72B3. Thế và sau khi sang đến nước bạn thi là năm 2018 là cái năm đầu tiên ta tham gia đấy, thì chúng tôi phải có cái lệnh là từ trên sở chỉ huy xuống đến trường xe và xuống đến đồng chí lái xe là thường xuyên trong quá trình thi là phải nhắc là ngồi giữa. Chứ nếu như không nhắc, sợ là trong quá trình thành cái thói quen của cái xe tăng T4, T5 thì ta lại căn nó lệch đường đi, là vi phạm vào cái vật cản. Do đó là trong quá trình là lái xe là T72B3 là nó có những cái là nó dễ thì nó có cái dễ. Về điều khiển là nó nhẹ nhàng hơn xe của ta. Ví dụ như nó cơ bản các hệ thống dẫn động là trợ lực, phải là hết kể cả số, kể cả ga, kể cả ly hợp, thì phanh thì đều là trợ lực. Nhưng mà nó cái khó là nó cái căn đường của chúng ta đã quen, nó ăn sâu vào cái tiềm thức của bộ đội xe tăng chúng ta rồi, cho nên là cái việc căn chỉnh này cũng không phải một sớm một chiều, mà trong quá trình là huấn luyện đấy đến bây giờ thì mới có thể khẳng định được là cái đội xe tăng của chúng ta là làm chủ được cái động tác căn đường đối với lại xe T72B3. Qua 4 năm chúng ta tham dự Army Games thì cái việc mà kiếp xe tham gia thi đấu ấy, chúng ta được làm quen xe và thi đấu ở Alabino của nước Nga, với những thành tích như vậy rõ ràng đó là một cái quá trình tích lũy, chứ không phải đơn giản, không phải là chỉ là một cái quãng thời gian một sớm một chiều, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng cái thành tích của chúng ta là cần phải được ghi nhận, và chúng ta sẽ cần phải có một cái nỗ lực và một cái quá trình tích lũy nhiều hơn để vươn tới những cái thành tích, một những cái đỉnh cao gọi là tốt hơn trong cái cuộc thi này. Thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, năm 2021 thì thao trường Alabino chỉ có 5 vị trí phạt thời gian, nó khác biệt rất là nhiều so với 12 vị trí phạt thời gian ở cái thao trường này trong các cái cuộc thi những năm trước đó. Đồng chí cũng đã nhắc đến cái việc này trong cái quá trình bình luận ở những cái buổi tường thuật trước đây. Đồng chí có thể nói rõ hơn, phân tích một cách kỹ hơn về cái ảnh hưởng của cái việc thay đổi các vị trí phạt thời gian này đến cái việc mà phát huy tốc độ của các đội. Vâng, chúng ta sẽ cùng phân tích các cái yếu tố này như sau. Đối với yếu tố vị trí của bãi mìn thì so với những năm trước, bãi mìn sẽ được bố trí ở phía sau đoạn đường gồ ghề, cũng đã có những cái sự khó khăn nhất định cho lái xe. Sau khi rời khỏi cầu Vệt Bằng thì lái xe phải căn đường ngắm hướng từ xa để vượt qua cùng một lúc là đoạn đường gồ ghề và bãi mìn. Năm nay thì bãi mìn chuyển về phía cuối đoạn đường chạy thẳng, sẽ có những cái tác động. Thứ nhất là việc tốc độ tối đa của các đội thì thường đạt ở cuối đoạn đường chạy thẳng, mà ở cuối đoạn đường chạy thẳng năm nay lại bố trí bãi mìn, vì vậy là cái đoạn đường mà các đội phát huy được tốc độ tối đa sẽ ngắn đi. Thứ hai, nếu các đội vẫn không chịu giảm, vẫn ham tốc độ thì phải đối mặt với việc dễ mắc lỗi trong vật cản bãi mìn. Và cụ thể là đội tuyển Trung Quốc, lái xe của họ rất tốt nhưng 2/3 lái xe đã mắc lỗi tại vị trí này, dẫn đến việc họ bị phạt thời gian. Và khi phạt thời gian thì chúng ta lại nói đến yếu tố thứ hai, đó là vị trí phạt thời gian.
vị trí phạt thời gian thay vì là 12 các năm trước, năm nay chỉ có 5 vị trí. Và các kíp xe bắt buộc phải vào vị trí theo sự chỉ định của tổ trọng tài. Và trong cái 5 vị trí này thì có vị trí trước dốc cao là vị trí bất lợi nhất. Nếu kíp xe thực hiện phạt ở đây thì sẽ mất quán tính, mất đà lên dốc, mất thời gian vượt qua vật cản. Hơn nữa nếu kỹ thuật kém sẽ có thể bị tụt dốc và vi phạm quy chế. Năm nay những đội mà không vào vị trí phạt thời gian theo quy định sẽ bị phạt rất nặng. Chính vì thế Trung Quốc là một trong những đội có rất nhiều kế sách, có rất nhiều chiến thuật trong thi đấu tốt. Nhưng họ bắt buộc phải chấp nhận cho kíp số 3 vào phạt tại vị trí này khi mà mắc lỗi ở bãi mìn. Kỹ thuật điều khiển xe tăng cơ động vượt qua vật cản của người lái xe có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến thời gian thi đấu của kíp xe, đặc biệt là khi thời tiết xấu. Ngày hôm nay thì lái xe của kíp thứ 3 của chúng ta sẽ là lái xe thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Chiến. Anh đến từ đơn vị là Lữ đoàn 201 binh chủng tăng thiết giáp. Trưởng xe của chúng ta sẽ là thiếu tá Trần Việt Hải đến từ Lữ đoàn 201 binh chủng tăng thiết giáp, và pháo thủ là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn, đơn vị là trường trung cấp kỹ thuật binh chủng tăng thiết giáp. Cả ba thành viên kíp 3 đều có kinh nghiệm 4 năm liên tiếp thi đấu tại Army Games kể từ năm 2018 đến nay. Theo cảm nhận của tôi thì đây là một cái ekip có thể nói là rất tốt. Những thông tin mà tôi có được thì lái xe Nguyễn Tiến Chiến là người năm ngoái đã từng điều khiển xe đạt đến vận tốc 72 km/h và vượt các vượt cản an toàn. Còn trưởng xe Trần Việt Hải thì đã làm chúng ta luôn phấn khích bởi trình độ xạ kích rất ổn định. Pháo thủ Phan Anh Tuấn thì từng đoạt giải pháo thủ giỏi khi tiêu diệt 8 trên 8 mục tiêu tại vòng bán kết của Army Games 2019. Thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, theo cảm nhận của tôi thì đây có vẻ là kíp xe tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Đồng chí đánh giá như nào về khả năng hoàn thành nhiệm vụ của kíp thứ 3 chúng ta trong ngày hôm nay? Đầu tiên tôi phải khẳng định rằng tất cả các đồng chí tuyển thủ của đội tuyển xe tăng Việt Nam đang có mặt tại Army Games đều là những người giỏi về năng lực, có bản lĩnh, trình độ. Và có thể thấy rằng các cái thành viên của kíp xe số 3 là những người có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu nhất. Họ là thành viên trong cái đội hình thi đấu chính thức của đội tuyển nhiều năm, từ năm 2018 đến nay. Và chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều. Để có thể duy trì được vị trí thi đấu chính thức trong đội tuyển nhiều năm, thì họ, cái phong độ thi đấu của họ phải ổn định, phải tốt như nào, phải không ạ? Đồng chí đánh giá như thế nào khi mà chúng ta xếp một cái kíp xe tăng có thể nói là dày dạn kinh nghiệm nhất thi ở lượt đấu cuối cùng trong cái chiến thuật chung của đội xe tăng của chúng ta tại vòng loại? Căn cứ vào cái tình hình thực tiễn hiện nay của đội tuyển thì kíp số 3 sẽ có vai trò giống như là kíp giải quyết trận thi đấu then chốt, quyết định đến cái kết quả thi đấu của cả một chiến dịch tại Army Games của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Và với cái vai trò, với cái vị trí nó rất là quan trọng, rất là nặng nề như vậy, nhưng nếu các anh thành công thì tôi cảm giác như các anh sẽ trở thành mũi đột phá mở đường cho đội tuyển vào thi đấu vòng bán kết. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Công Cung, là kíp xe thi đấu cuối cùng của chúng ta, cho dù kinh nghiệm của các anh em có dày dặn đến bao nhiêu thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với áp lực. Vậy thì trong cái công tác đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị của bộ đội xe tăng Việt Nam của chúng ta thì việc gọi là huấn luyện để vượt qua những áp lực này nó thường được tổ chức như thế nào? Thưa anh Quang Tùng, thưa các quý vị và khán giả, đối với người lính xe tăng Việt Nam nói chung và cái kíp xe thi hôm nay là nói riêng thì cũng không khác gì một cái cầu thủ bóng đá ở trên sân. Thế và như quý vị các khán giả biết, đối với cầu thủ bóng đá trên sân là chỉ áp lực là gì? Về khán giả, áp lực về kết quả. Thế còn riêng đối với các cái cầu thủ hôm nay của chúng ta, chúng tôi gọi là cầu thủ hôm nay và lên cái kíp xe thi đấu hôm nay, thì áp lực vừa là tính chất khán giả này, áp lực về tiếng ồn, rung sóc, rồi là lặng nhọc, nóng nực, và cuối cùng là kết quả thi đấu. Và như các quý vị các bạn vừa xem biên tập viên đã điểm lại cái kết quả của chúng ta. Nếu như đạt được cái thành tích là 22 phút 20 giây thì ta sẽ có cơ hội là vào bán kết. Do vậy là cái áp lực thi đấu cũng tương đối lớn. Thế xuất phát từ những cái kết quả thi đấu với áp lực thi đấu trong cái bộ đội xe tăng thì đối với chúng tôi hiện nay đang giảng dạy tại trường sĩ quan tăng thiết giáp thì đặc biệt là các khoa giáo viên thì chúng tôi đào tạo cho học viên ra trường là sĩ quan. Nói chung là sĩ quan nói riêng thì đào tạo cho sĩ quan thiết là phải có bản lĩnh về chính trị, tâm lý thì vững vàng và có cái trình độ khai thác vũ khí trang bị là xe là thật tốt.
và làm chủ, đặc biệt nhất là làm chủ được cái vũ khí trang bị mình có trong trong biên chế. Đấy, và như hiện nay của ta là mặc dù ta đi học tập thêm để ta tổ tham gia thi đấu, nhưng ta cũng đã từng bước mà như anh Quang Tùng vừa nói là sau 4 năm đến giờ phút này ta đã khẳng định là ta đã làm chủ được cái xe T723, mà hay nói chính xác là của Việt Nam ta chưa có cái xe này, nhưng ta đã làm chủ được nó. Đấy thì cái là đối với làm chủ về đào tạo cho học viên là cái bản lĩnh như vậy, nó đấy là đối với lại bộ đội xe sĩ quan xe tăng. Thế còn đối với lại lính xe tăng nói chung thì chúng tôi đào tạo cho bộ đội là có cái tính thép ở trong mỗi con người, đặc biệt là cái kíp xe. Hôm nay ba đồng chí Trần Việt Hải, đồng chí Phan Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Tiến Chiến, thì tôi đánh giá là sau mấy năm đi huấn luyện các đồng chí này như vậy thì cái tính thép của trong mỗi người lính xe tăng Việt Nam là tôi nghĩ là thể hiện trong ba đồng chí này, và tí nữa các quý vị sẽ xem thông qua cái kết quả thi đấu cũng như là trên đường đua. Vâng, thưa thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, trong bất kỳ một cái cuộc thi đấu nào thì sức ép, áp lực là điều mà chúng ta luôn luôn phải đối mặt. Bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào như thượng tá Nguyễn Công Cung cũng đã đề cập tới, và trong cái cuộc thi của Army Game này thì có lẽ nó không có một gì sự khác biệt nào cả, nhất là khi mà kết quả thi đấu của chúng ta nó chưa thật sự là phản ánh đúng cái những gì mà chúng ta có, nó chưa được đúng như chúng ta kỳ vọng, và lại phải đối mặt với những lời bình luận, những lời nhận xét có vẻ như thật sự chưa thật sự là tích cực. Thực tế tôi cảm nhận rằng là những gì mà anh em của chúng ta đã trải qua, nhất là với kíp thứ hai của chúng ta, cái màn thể hiện đấy nó không hoàn toàn phản ánh đúng cái năng lực, cái chất lượng mà chúng ta vốn có, phải không thưa đồng chí? Tôi cũng có phần nhất trí với quan điểm của anh Quang Tùng, bởi vì trong quá trình thi đấu nó rất nhiều yếu tố tác động đến thành tích của vận động viên. Chính vì thế mà những gì họ thể hiện trong quá trình thi đấu nó chưa phải đã bộc lộ hết những cái khả năng của họ. Theo cái kinh nghiệm thực tế của tôi, những gì tôi đã trải qua, thì cái yếu tố sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả là một yếu tố cực kỳ quan trọng, có tác động tích cực lên cái tinh thần thi đấu của đội tuyển. Và cái cảm giác được tin tưởng, cảm giác được trao gửi niềm tin sẽ tạo lên một động lực vô cùng to lớn, tạo lên cái sự khát khao để đáp trả những cái tin tưởng đó, và sẽ khiến cho các tuyển thủ chúng ta thi đấu một cách vững vàng hơn. Tuy nhiên thực tế thì như anh Quang Tùng đã nói, chúng ta phải tiếp nhận cả những cái thông tin, những cái bình luận, những cái đánh giá nó không có tính xây dựng. Tuy nhiên thì những cái ảnh hưởng đó có, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Bởi vì niềm tin, bởi vì bản lĩnh, sự quyết tâm của các đồng chí trong đội tuyển xe tăng Việt Nam được hình thành qua quá trình rèn luyện, huấn luyện nó cực kỳ, như đồng chí thượng tá Công Cung đã đánh giá, có tính thép. Vì vậy tôi nghĩ rằng những cái yếu tố đó chỉ khiến cho cái cuộc thi này thêm hương vị, để khiến cho các anh thêm quyết tâm thi đấu và thi đấu thắng lợi. Vâng, tôi nghĩ rằng bộ đội chúng ta, như cái cách mà thượng tá Nguyễn Công Cung đã nói, được rèn luyện qua cái quá trình huấn luyện, quá trình là thử thách, và chúng ta có cái bản lĩnh của chúng ta, việc khắc phục những khó khăn, ví dụ như là điều kiện thời tiết, với cái việc mà chúng ta chưa có biên chế xe T723 trong lực lượng của chúng ta, nó cũng là những khó khăn, và chúng ta khắc phục những khó khăn đó để tiệm cận với những cái thành tích đỉnh cao ở cái môn thi này. Rõ ràng đó cũng là một cái nỗ lực phấn đấu rồi, và chúng ta hy vọng rằng là trong ngày hôm nay khi thi đấu ở cái kíp thứ ba của chúng ta thì kíp xe tăng cuối cùng ở vòng loại sẽ đạt được một cái kết quả như mong muốn, để nếu như có thể chúng ta sẽ góp mặt vào 8 đội mạnh nhất của bảng đấu này. Nhưng có thể sẽ còn có những cái kịch bản nó có lẽ không lợi cho chúng ta. Nhưng trước hết khi nói về những kịch bản đó thì tôi muốn hỏi về thượng tá Nguyễn Công Cung về cái thành tích của cái nhóm mà có các đội đã thi đấu trước chúng ta hơn 1 giờ đây. Họ đã chơi như vậy thì cái cơ hội của chúng ta nó sẽ là như thế nào? Ví dụ như là đội Serbia, một đội gọi là có thể nói là cạnh tranh với chúng ta ấy, họ đã kết thúc cái cuộc thi ở kíp thứ 3 là 28 phút 18 giây. Một thành tích tôi nghĩ rằng không phải là xuất sắc. Và nếu như chúng ta có một cái khoảng thời gian đâu đó là hơn họ khoảng 6 phút, hơn tức là ít hơn 6 phút ấy, thì chúng ta có thể sẽ giải quyết được vấn đề và chúng ta sẽ đứng trên họ để có thể giành quyền đi tiếp. Thưa anh Quang Tùng, như vừa rồi chúng ta đã xem cái trận đấu trước đây 1 giờ thì thấy đội Serbia với kết quả như vậy, thì theo như tôi so sánh với lại cái kíp xe của chúng ta hôm nay này, mà đặc biệt là ba đồng chí Hải, đồng chí Chiến và đồng chí Tuấn này, thì cộng thêm với cái kết quả rèn luyện
đúc kết từ năm ngoái đến năm nay và thông qua cái kíp số 1, cái kết quả là như vậy thì tôi tin tưởng rằng cái kíp hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng, và đặc biệt là sẽ nước rút là ngắn hơn, và trong cái tính toán như của các đồng chí đây đã biết là ta được thắng khoảng độ 6 phút là ta sẽ được vào vòng bán kết, thì theo tôi là phán đoán là ta cũng sẽ chiến thắng được. Và dự kiến của tôi thì khả năng với cái khả năng chạy xe của đồng chí Chiến thì ta sẽ rút được khoảng 22 phút 15 giây. 22 phút 15 giây. Đó là một thành tích của tôi nói là lý tưởng. Thứ nhất là nó tốt nhất từ trước đến nay, và thứ hai là nó vừa đủ để chúng ta giành quyền đi tiếp, đúng không ạ? Thưa thiếu tá Nguyễn Quốc Hưng, đồng chí đang nghĩ đến kịch bản nào cho cái cuộc thi này vừa liên quan đến đội tuyển xe tăng Việt Nam? Qua những gì vừa diễn ra một giờ trước đây thì hiện nay sau khi kíp số 3 của chúng ta thi đấu sẽ diễn ra theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là kíp số 3 chúng ta thi đấu tốt, đưa tổng thời gian thi đấu của cả ba kíp đội tuyển Việt Nam lên dẫn đầu của nhóm 2 bảng 1 gồm có Việt Nam, Mông Cổ, Serbia và Venezuela thì chúng ta chắc chắn có vé để đi vào thi đấu bán kết. Trường hợp thứ hai, nếu Mông Cổ vẫn duy trì được vị trí số 1 trong nhóm này thì chúng ta phải so sánh kết quả với đội tuyển Serbia và từ đó chúng ta mới biết được là cơ hội để vào bán kết chúng ta có hay không. Tuy nhiên thì ngay từ trận đầu ra quân thi đấu của kíp 1 cũng như là trận then chốt của kíp 3 ngày hôm nay thì tôi vẫn trọn vẹn niềm tin và sự tự hào vào các đồng đội của tôi, những người mà tôi đã có cơ hội được luyện tập cùng, thi đấu cùng. Bởi vì tôi hiểu được để bước chân thi đấu ở bảng đấu này cũng như vào giờ phút này, các đồng chí đã vượt qua một quá trình cực kỳ vất vả, gian nan, cả sự hy sinh. Vì thế trong bất cứ trường hợp nào, tôi vẫn luôn bình luận và cổ vũ cho các đồng chí với tinh thần, với niềm tin quyết thắng. Xin cảm ơn thiếu tá Nguyễn Cầu Hưng. Chọn niềm tin, đó là điều mà chúng tôi, những người ở quê nhà đang rất muốn nói với kíp xe tăng số 3 của chúng ta khi các đồng chí chuẩn bị bước vào trận thi đấu cuối cùng tại vòng loại của môn xe tăng hành tiến tại IB Games 2021. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những ảnh trực tiếp tại thao trường Alabino để cổ vũ cho trận thi đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại bảng 1 xe tăng hành tiến trong khuôn khổ IB Games 2021. Прибыла со своими Т-72Б3, стоящие на вооружении. А также китайская команда приехала со своими танками ТИП-96Б. Но в этом заезде нет ни Беларуси, ни Китая. Китай уже завершил выступление в индивидуальной гонке сборной Беларуси. Также успешно завершила выступление в танковом биатлоне. В индивидуальной гонке танкового биатлона. Впереди эстафета. Ну а сейчас как раз таки развернется одна из самых ярких баталий, борьба за прохождение в полуфинал. Первыми будет стартовать сборная Венесуэлы. На правом фланге танк зеленого цвета. Впереди вы можете наблюдать участок маневрирования. Первое препятствие ждет уже механиков-водителей. Главный судья соревнований генерал-майор Александр Глазков сейчас инструктирует еще раз тренеров. Смотрите, смотрите, как перед стартом разгазовывает двигатель танка. Готов вырвать из-под себя куски земли и фактически улететь. Улететь на трассу индивидуальной гонки. Механик-водитель Али Самбрано. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng đến với thao trường Alabino, ngoại ô Moscow của nước Nga để theo dõi cuộc thi tại vòng loại của bảng 1 môn thi xe tăng hành tiến Army Games 2021. Trận đấu có sự tham gia của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Đây là cuộc thi của kíp số 3. Trước mặt chúng ta là chiếc xe tăng của đội Venezuela. Cùng tham gia phần tường thuật của chúng tôi trong chương trình này có sự tham gia của Đại tá Ngô Quang Hoài, cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. В танковом биатлоне представители венесуэльской сборной. У каждого за спиной уже опыт участия. Знают трассу, знают мишени.
Chỉ huy trực tiếp tại trận đấu ngày hôm nay là Đại tá Phan Hải Long, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Các đồng chí trong ban huấn luyện, Thượng tá Vũ Mạnh Từ, Phó Phòng Quân huấn Binh chủng Tăng Thiết Giáp, huấn luyện viên vũ khí Thiếu tá Trần Thanh Long, Lữ đoàn 215, Thiếu tá Trịnh Thanh Hưng, Lữ đoàn 201, huấn luyện viên kỹ thuật lái Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp, Thiếu tá Đặng Quang Đường, Lữ đoàn 201. Cho đến lúc này thì đã có 7 trên tổng số 11 đội tại bảng 1 ở cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2021 kết thúc phần thi ở vòng loại. Dẫn đầu là đội chủ nhà Nga. Tổng thời gian của 3 kíp của đội Nga là 58 phút 33 giây. Tiếp theo là đội tuyển Belarus. Tổng thời gian của 3 kíp là 61 phút tròn. Đứng thứ ba là đội Trung Quốc với thành tích là 61 phút 48 giây. Tiếp theo là đội Azerbaijan với thành tích là 69 phút 08 giây. Đội Uzbekistan là những người đang đứng ở vị trí thứ 5 với tổng thành tích là 69 phút 15 giây. Đội Kazakhstan đứng thứ 6 với tổng thành tích là 69 phút 27 giây. Đội tuyển Serbia đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 với tổng thành tích sau đợt thi thứ 3 là 78 phút 41 giây. Trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển Serbia hạ được 4 trên 5 mục tiêu và kíp thứ 3 của họ chạy với thành tích là 28 phút 18 giây. Đội tuyển Việt Nam đang là những người đứng ở vị trí thứ 9 với tổng thành tích sau 2 lượt chạy của các kíp 1 và 2 là 56 phút 21 giây, hạ được 9 trên 10 mục tiêu. Đứng thứ 10 là đội Venezuela với tổng thành tích là 1 giờ 02 phút 19 giây. Và đứng cuối với bảng 1 là đội tuyển Syria với tổng thành tích là 1 giờ 08 phút 59 giây. Ngày hôm nay vì một lý do nào đó mà đội tuyển Venezuela không xuất phát đầu tiên. Vị trí xuất phát đầu tiên là đội tuyển Syria. Trên hình ảnh là đội tuyển Syria đang xếp đạn. Đội tuyển Syria đã vào vị trí bắn pháo. Như vậy là từ vị trí xuất phát đến vị trí bắn pháo, đội tuyển Syria hết khoảng 2 phút 20 giây. Như vậy là đội tuyển Syria đã khai hỏa phát đầu tiên, có điểm chạm chính giữa bia. Thứ hai, đội tuyển Syria cũng đã tiêu diệt được mục tiêu. Loại pháo được sử dụng trên xe T-72B3 là pháo 2A46M, nòng trơn, cỡ nòng 125mm, tầm bắn thẳng là 1.600m. Như vậy, tất cả 3 mục tiêu của nội dung bắn pháo là 1.600m, 1.700m và 1.800m đang nằm ngoài phạm vi bắn thẳng của pháo. Mục tiêu số 3 ở khoảng cách 1.800m đã được đội tuyển Syria tiêu diệt. Như vậy là đội tuyển Syria đã hạ được cả 3 mục tiêu ở nội dung bắn pháo chính. Ở các kíp 1 và kíp thứ 2 thì đội tuyển Syria đều đã bắn tốt, hạ được
trọn vẹn cả 10 mục tiêu trên 10 mục tiêu ở các cái phần thi trước đây. Tuy nhiên thành tích thi đấu của họ thì lại không cao. Sự phối hợp của kíp xe tăng Syria trong các kíp 1, kíp 2 đều có những vấn đề nhất định. Kíp 1 của họ có tổng thời gian thi đấu là 39 phút 35 giây, còn kíp thứ 2 là 29 phút 24 giây. Khả năng cạnh tranh của họ là không cao. Và nếu như không cải thiện được tình hình thì rất có thể họ sẽ là đội đứng chót bảng và qua đó sẽ bị xuống hạng thi ở bảng 2 cuộc thi này năm sau. Kíp xe thứ 3 của đội Mông Cổ đã vượt qua chướng ngại vật thứ nhất, đường rắn lượn. Chúng ta đang được xem lại những phát bắn của đội tuyển Syria trong cuộc thi kíp thứ 3. Và đây là các cổ động viên của đội Syria. Như vậy là đội tuyển Syria vừa rời qua vật cản sông cạn. Trên hình ảnh là đội tuyển Mông Cổ đang xếp đạn vào trong xe. Và lúc này thì các khán giả của chương trình đang rất quan tâm đến trọng lượng của quả đạn pháo cũng như liều phóng. Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, anh có thể nói rõ hơn về nội dung này được không ạ? Loại đạn được sử dụng trong cuộc thi này là đạn xuyên, có sơ tốc đầu đạn là 900m, trọng lượng đầu đạn khoảng 20kg, liều phóng khoảng 10kg. Chúng ta có thể thấy rằng những hình ảnh các tuyển thủ của kíp xe tăng di chuyển những cái liều phóng và đầu đạn một cách rất là nhẹ nhàng, thành thục. Như vậy là với khoảng cách xa nhất ở nội dung bắn pháo chính lên đến 1.800m thì viên đạn có thể phải mất tới khoảng 2 giây để đạn đến được với mục tiêu. Và trong quãng thời gian đó thì nó sẽ phải chịu rất là nhiều sự tác động từ điều kiện khách quan, đúng không ạ? Vâng. Trong quá trình bay trong không trung khoảng 2 giây thì viên đạn sẽ phải chịu tác động từ áp suất khí quyển, nhiệt độ môi trường cho đến tốc độ gió. Đặc biệt là tốc độ gió ngang sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chính xác của phát bắn. Đội tuyển Mông Cổ đã ở vào vị trí bắn pháo chính nhưng họ chưa khai hỏa. Syria đã kết thúc vòng đầu tiên với thành tích là 6 phút 43 giây. Phát bắn đầu tiên của đội Mông Cổ chính xác. Đây là bia thứ hai của đội Mông Cổ. Tiếp tục là một pha dứt điểm chính xác của đội Mông Cổ. Trong các phần thi của mình ở những ngày vừa qua tại Army Games 2021, với phần thi xe tăng hành tiến thì đội Mông Cổ luôn là một ứng viên có thể nói là rất tiềm tàng, có thể cạnh tranh được các vị trí tốt ở bảng 1. Họ luôn bắn tốt và chạy hết sức ổn định. Pha thứ ba cũng là một pha dứt điểm chính xác của đội xe tăng Mông Cổ. Pha thứ ba có điểm chạm tại vị trí góc 12 giờ. Như vậy là đội Mông Cổ mất khoảng 3 phút 50 giây để hoàn thành phần thi bắn pháo chính. Một thành tích tốt. Chiếc xe của đội Venezuela vẫn chưa vào khu vực thi. Họ vẫn đang ở trong trạng thái chờ. Có vẻ như hiệu lệnh đã được phát ra. Đồng hồ đã bấm giờ. Và đội Venezuela đã bắt đầu cuộc thi của mình. Vừa rồi không hiểu lý do gì mà lái xe của đội tuyển Venezuela đã phanh gấp. Tuy nhiên ngay sau đó thì họ đã tiếp cận vật cản khá là trơn tru. Ngay sau khi rời khỏi vật cản,
hàng cọc rắn lượn thì đội tuyển Venezuela sẽ tiếp cận vị trí xếp đạn. Chiếc xe màu vàng của đội Mông Cổ đang vượt qua sông Cạn. Đội Mông Cổ có thành tích của kíp 1 là 23 phút 57 giây. Ở kíp 2 là 26 phút 20 giây. Tổng thành tích của họ sau phần thi của hai kíp đầu là 50 phút 17 giây. Tốc độ tối đa mà họ đã từng đạt được trong cuộc thi này là 70 km/h. Chúng ta đang được xem lại những tình huống bắn chính xác của đội Mông Cổ ở nội dung bắn pháo chính. Đội tuyển Venezuela đang xếp đạn pháo vào trong xe. Đội tuyển Serbia đã vào vị trí bắn đối với súng 12 ly 7. Trưởng xe đang nạp đạn. Theo quy định của quy chế cuộc thi năm nay, thì nội dung báo cáo khi xếp đạn vào xe cũng như sau khi bắn xong phải báo cáo kiểm tra an toàn đã được trọng tài siết chặt. Bởi vì những năm trước có rất nhiều đội đã bỏ qua việc kiểm tra an toàn và không báo cáo. Nhưng năm nay thì tất cả những lỗi này đều bị phạt rất nặng. Có thể quan sát thấy đội tuyển Syria vừa tiêu diệt xong mục tiêu bia số 25 đối với súng 12 ly 7. Đội tuyển Venezuela cũng đã khai hỏa phát đầu tiên chính xác. Mông Cổ đã hoàn thành vòng thi thứ nhất với thời gian là 7 phút 03 giây. Борьба продолжается. Борьба за выход в полуфинал. Второй выстрел. Есть цель. 7 phút 03 giây cho vòng đầu tiên. Vòng bắn pháo chính tôi nghĩ là không phải là thành tích quá tốt. Nhưng với tổng thời gian mà đội Mông Cổ đang có cho đến lúc này thì việc họ duy trì một thành tích ở mức độ trung bình khá như vậy có lẽ cũng đã là hết sức hợp lý rồi. Phát bắn của đội Venezuela chính xác. Như vậy là họ đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu bắn pháo với 3 viên đạn. Sau khi thực hiện xong nội dung bắn pháo, họ sẽ bước vào chạy vòng chạy có bố trí vật cản. Mà không phải là đội Venezuela chỉ mất khoảng 3 phút 20 giây cho phần bắn pháo chính. Tuy nhiên đây là một thành tích rất xuất sắc. So với những gì mà họ đã trải qua ở các kíp 1 và kíp 2 thì việc kíp 3 bắn được ở tổng thời gian như vậy rõ ràng là một sự tiến bộ. Vâng, có thể thấy càng vào các kíp sau thì các đội tuyển thi đấu có phần vững vàng hơn. Hiện nay là đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị xuất phát. Năm 2020 đội Venezuela thi đấu với kết quả cũng tương đối tốt. Tuy nhiên họ không vượt qua được các đội rất mạnh như là Nga, Belarus, Trung Quốc và họ dừng bước ở bán kết. Như vậy là đội tuyển chúng ta đang vượt qua vật cản đầu tiên, hàng cọc luôn lách. Người đang thực hiện nội dung này là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Chiến. Trắng. Như vậy chúng ta đã qua vật cản đầu tiên an toàn. Ngay lập tức pháo thủ đang đánh pháo thấp để sẵn sàng vào vị trí xếp đạn. Синие и зеленые танки Сирия и Монголия идут на завершение очередного круга. Chúng ta đang bắt đầu xếp đạn vào xe. Trên vật cản dốc cao là đội tuyển Venezuela và đội tuyển Serbia. Serbia đang hoàn thành những mét cuối cùng, những vật cản cuối cùng của vòng 2. Có thể thấy rằng kíp xe số 3 của Serbia thi đấu rất phấn khích, rất nhanh, chỉ khoảng hơn 13 phút họ đã đến những vị trí cuối cùng của vòng số 2. Благодаря GPS-трекерам мы можем наблюдать сейчас с вами в режиме реального времени местонахождение экипажей. Xin lỗi, đội tuyển Syria. Đội tuyển Mông Cổ đã vào vị trí bắn đối với súng 12 ly 7. Неопытный военнослужащий, ему 40 лет. Уроженец города Улан-Батор.
chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cổ vũ vô cùng sôi nổi trên khán đài dành cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã vào vị trí bắn pháo. Mục tiêu của chúng ta đã hiện. Đội tuyển Mông Cổ đã khai hỏa đối với nội dung bắn súng máy 12-7. Hãy cùng chờ đợi phát bắn đầu tiên của pháo thủ Phan Anh Tuấn. Đội tuyển Syria đã bước vào vòng thi thứ 3. Kíp xe của Syria đang vượt qua cầu về bằng. Chính xác. Việt Nam đã tiêu diệt được mục tiêu số 1, khoảng cách 1.600m. Thực hiện phát bắn là pháo thủ Phan Anh Tuấn. Hoan hô Phan Anh Tuấn. Thật tuyệt vời. Mất vần khoảng gần 3 phút, chúng ta khai hỏa được phát đầu tiên. Không cần biết kết quả thế nào, nhưng theo ban tổ chức đánh giá rất cao sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời. Phát thứ hai chúng ta cũng trúng chính giữa mục tiêu. Những tình huống bắn pháo có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Như vậy là đội Mông Cổ đã không tiêu diệt được mục tiêu số 25. Và chắc chắn họ phải chịu một vòng phạt. Đây là hình ảnh của ban huấn luyện đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tại đài chỉ huy. Tuyệt vời! Chúng ta đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu đối với nội dung bắn pháo. Như vậy là đội tuyển xe tăng sẽ ngay lập tức bước vào phần chạy đối với phần đường, bố trí các vật cản mà không có bất cứ một vòng phạt nào cả. Chưa đầy 4 phút cho màn bắn pháo chính, Phan Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở phần thi đầu tiên. Đây chắc chắn là một sự cổ vũ rất lớn cho tinh thần thi đấu của toàn bộ kíp xe. Hãy tiến lên! Đến giờ phút này là lần thứ tư Phan Anh Tuấn tham gia thi đấu trong đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam, nhưng anh vẫn luôn duy trì tốt thành tích bắn pháo của mình. Chúng ta đang quan sát lại những pha quay chậm, những phát bắn chính xác của đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc thi chung kết của bảng 2 năm 2020 thì kíp thi thứ hai của chúng ta cũng đã bắn phần thi báo pháo chính không thật tốt và gánh nặng đặt lên kíp thứ ba, và kíp thứ ba cũng có sự tham gia của pháo thủ Phan Anh Tuấn. Anh là người đã dứt điểm chính xác trong hai tình huống để góp phần đem đến chức vô địch ở bảng 2 năm 2020 cho đội xe tăng Việt Nam. Và ở năm 2021 này thì Phan Anh Tuấn vẫn đang duy trì được phong độ của mình một cách hết sức ấn tượng. Xin chúc mừng Phan Anh Tuấn và chúc mừng kíp xe tăng số 3 của chúng ta. Theo thông số của bảng kỹ thuật thì tốc độ của đội tuyển Việt Nam hiện nay là khoảng 30 km/h. Có thể đoán rằng chúng ta đang di chuyển vào vị trí vật cản sông cạn. Đội tuyển Syria đã vào vị trí bắn đối với súng PKT. Đến giờ phút này thì kíp số 3 của đội tuyển Syria đang thi đấu với nhịp độ rất là cao. Đây là đội tuyển Venezuela vào vị trí thực hiện nội dung bắn với súng máy 12-7. Mục tiêu của đội tuyển Syria đã hiện, mục tiêu bia số 9 ở khoảng cách từ 600 đến 800m. Số lượng đạn mà kíp xe có là 15 viên, trong đó có 5 viên đạn vạch đường. Việc bố trí đạn vạch đường vào trong số lượng đạn được bắn đã giúp cho kíp xe có thể quan sát và sửa bắn dễ hơn. Đến nay thì Syria cũng đã điểm chạm rất gần bia rồi. Rất gần. Chúng ta có thể thấy vết cháy. Vâng, như vậy mục tiêu đã bị tiêu diệt. Có thể thấy rằng kíp xe số 3 của đội tuyển Syria thi đấu rất tốt ngày hôm nay. Họ đã tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu. Đến giờ phút này, nội dung bắn của họ chưa mắc bất cứ lỗi nào cả. Đội tuyển Venezuela cũng đã tiêu diệt được mục tiêu bia số 25.
Уроженец штата Варико. Так, разрядил пулемет, правильно разрядил. Его нужно разряжать, несмотря на то, что боеприпасы израсходованы. Rồi là phần đi của нахождение пулемета trưởng xe của đội Venezuela. Họ đã hạ được mục tiêu số 25, giả định bị có trực thăng. Và đây là chiếc xe tăng màu đỏ của đội xe tăng Việt Nam. Như vậy là chúng ta hoàn thành vòng thi thứ nhất với thời gian là 7 phút 38 giây. Rất nhanh chóng chúng ta đã bước vào vòng thi thứ hai. Ở vòng thi này thì sẽ thực hiện nội dung bắn với súng máy 12-7. Người thực hiện nội dung này là trưởng xe thiếu tá Trần Việt Hải, lữ đoàn 201. Так, гребенка. Вот здесь после гребенки, друзья мои, в эстафете появится змейка. Третий круг у Монголии. Пока идут вторые. Đội Mông Cổ đã kết thúc phần thi ở vòng thứ hai. Thành tích của họ sau vòng thứ hai là 16 phút 25. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức đến nay, 4 đội chắc chắn đã vào vòng bán kết, đó là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan. Главное это сохранение жизни и здоровья всех танкистов, участвующих в конкурсе танковый биатлон. Не допустить травматизма, всем приехать домой счастливыми, в объятия своих родных, близких, ну, конечно же, целыми и невредимыми. Tốc độ hiện nay của đội tuyển Việt Nam đang khoảng hơn 50 km/h. Chúng ta đang rất khẩn trương cơ động để tiếp cận vật cản dốc nghiêng số 1. Đội tuyển Syria vừa rời khỏi vị trí vật cản sông cạn, sau đó họ sẽ tiếp cận tới vật cản dốc cao. Có vẻ như Syria có một lỗi phạt thời gian, lái xe đã đánh hoàn toàn sang bên trái. Vâng, đúng là như vậy. Họ đã chọn vị trí phạt thời gian trước dốc cao. Như vậy là ở kíp 1 đội tuyển Syria cũng thực hiện lỗi phạt thời gian ở vị trí này, và kíp 3 họ cũng phải thực hiện phạt tại vị trí này. Rất có thể đội tuyển Syria khi rời khỏi vị trí bãi mìn đã mắc lỗi, vì vậy mà trưởng của ban trọng tài đã chỉ định vị trí phạt thời gian với đội tuyển Syria. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa rồi trên màn hình của các đồng chí là hình ảnh của Trung tướng Phùng Sĩ Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và đồng chí Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga, có mặt tại thao trường Arabino, Moscow, và lúc này còn có sự xuất hiện của Đại tá Hồ Viết Trương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp. Kíp 3 của đội xe tăng Việt Nam đã tiếp cận vị trí bắn súng 12-7. Phần thi dành cho Trần Việt Hải, trưởng xe. А уже в 49-м году армия Вьетнама насчитывала около 40 тысяч человек. На протяжении всей своей истории Вьетнамская народная армия поддерживала тесные связи с Советским Союзом и с Российской Федерацией. Chúng ta có thể quan sát thấy rất nhanh nhẹn, trưởng xe bắt liên lạc với đài chỉ huy, pháo thủ sẽ giúp trưởng xe nạp đạn. Và khi được phép từ đài chỉ huy thì chúng ta sẽ thực hiện khai hỏa ngay. Rất khẩn trương, trưởng xe Trần Việt Hải đã ngắm về phía mục tiêu. Bia số 25 đã xuất hiện. Bắn đòn chính xác rồi. Như vậy là trưởng xe Trần Việt Hải đã thực hiện xuất sắc phần tiêu diệt mục tiêu bia số 25 ở khoảng cách 900m. Ngay từ loạt đạn đầu, ngay từ khi mục tiêu vừa lâng lên. Bao giờ cũng vậy, Trần Việt Hải cũng luôn khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng sung sướng, vô cùng phấn khích. Hoan hô Trần Việt Hải. Hai phần xạ kích của chúng ta, bắn pháo chính và 12-7 đều đã được kết thúc một cách ngoạn mục. Trận đấu đang diễn ra rất gay cấn, sôi nổi, và chúng ta vẫn đang trên con đường để chinh phục một mục tiêu tưởng chừng là hết sức khó khăn. 22 phút 20 giây, đó là mục tiêu mà chúng ta phải phấn đấu, phải tốt hơn như thế thì chúng ta mới có quyền giành quyền đi tiếp tại cuộc thi năm 2021 này. Nhưng cho dù kết quả là như thế nào đi nữa thì những gì mà các tuyển thủ xe tăng Việt Nam đã thể hiện cho đến lúc này cũng như vậy rồi, CD đã về đích. Ghi nhận.
Đội Syria đã về đích với thời gian 23 phút 54 giây và tiêu diệt 5 trên 5 mục tiêu. Là thành tích tốt nhất trong số các kíp xe tăng của Syria ở cuộc thi năm nay. Đó là một sự tiến bộ. Lúc này đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam giành tấm vé vào bán kết. Kết quả hết sức bất ngờ. Mông Cổ đang thực hiện nội dung bắn với súng PKT. Mục tiêu của Mông Cổ đã hiện, nhưng đến giờ phút này thì khoảng hơn 20 giây rồi, Mông Cổ vẫn chưa điểm xạ. Tốc độ tối đa của đội tuyển Việt Nam hiện nay trên bảng thông số kỹ thuật khoảng trên 60 km/h. Lái xe Phan Anh Tuấn vẫn đang làm chủ. Lái xe Nguyễn Tiến Chiến đang điều khiển cỗ xe tăng của Việt Nam vượt qua khu vực vật cản bãi mìn. Như vậy là đội Mông Cổ đã hạ được bia. Lái xe Nguyễn Tiến Chiến vẫn đang làm chủ được công việc của mình, trong khi Phan Anh Tuấn và Trần Việt Hải đã hoàn thành xuất sắc phần thi trong những phút thi đấu đã qua. Kíp thứ 3 của Syria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là thành tích tốt nhất mà các kíp xe tăng của Syria trong quá trình họ tham dự Army Game. Trên màn hình thể hiện vị trí của đội tuyển Việt Nam đang ở vật cản sông Cạn. Tốc độ trung bình của đội tuyển Việt Nam hiện nay đang nhích dần lên khoảng 40 km/h, 43. Như vậy là lái xe Nguyễn Tiến Chiến đang điều khiển cỗ xe tăng vượt qua vật cản dốc cao với tốc độ trung bình khoảng 47 km, một tốc độ rất lý tưởng. Ngay sau khi rời khỏi vị trí vật cản dốc cao thì lái xe bắt buộc phải đánh xe sang bên trái, mở rộng vòng cua để đổi làn vào vị trí bên trái cùng. Đây chính là một trong những cái yếu tố gây ra sự bất lợi về đường đua. Có những góc cua rất hẹp, nhưng có những góc cua bắt buộc chúng ta phải mở rộng để vào làn đường mới. Đội tuyển Venezuela đang tại vị trí thực hiện nội dung bắn với súng máy PKT. Очередь должна быть не более чем из двух-трех патронов. Получили разрешение на ведение огня. Ведет поиск цели наводчик-оператор. Lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang cơ động đến khu vực vị trí hào chống tăng. Vâng, đã cơ động đến vị trí đích, kết thúc vòng thứ hai, bước vào vòng thi thứ ba. Ở vòng thi này chúng ta sẽ thực hiện nội dung bắn đối với súng PKT. Đội tuyển Venezuela đã có cái điểm chạm rất là gần bia rồi. Họ đã hạ được bia số 25. Không phải, đây là bia số 9 đúng không ạ? Vâng, đây là bia số 9. Vâng, họ đã hạ được bia số 9. Đó là bia thứ 5 của họ ở kíp thứ 3 này. Diego Navarro, pháo thủ của đội Venezuela, vừa thực hiện phần thi của mình với phần bắn súng PKT. Боливарианской республики Венесуэлы представлены тремя пехотными, одной бронетанковой и одной механизированной дивизией. Пока давайте понаблюдаем за финишем. У нас очередной танк на финишной прямой. Это Монголия. Đội Mông Cổ đang về đích. Рукой дотянуться можно. Финиш.
25 phút 04 là thành tích của đội Mông Cổ ở kiếp thứ 3. Như vậy là trong 3 kíp xe của đội Mông Cổ tham dự cuộc thi tại vòng loại thì kíp thứ nhất có thành tích tốt nhất 23 phút 57. Tiếp theo là kíp thứ 3 mà chúng ta vừa theo dõi họ thi với thành tích là 25 phút 04. Và kíp thứ 2 thi đấu cách đây 2 ngày có thành tích tồi nhất 26 phút 20. На трассе конкурса два экипажа. Вьетнам и Венесуэла. Так, монгольские танкисты выполняют воинское приветствие. Приветствую сейчас и тренер, глава делегации своих танкистов. Ну и, конечно же, все болельщики, кто смотрит здесь выступление команды на трассе танкового биатлона, на полигоне Алабино. А также все те, кто смотрит в эфире телеканала «Звезда», ну или по любым другим средствам. Như vậy là đội tuyển xe tăng Việt Nam đến vị trí vật cản vách đứng. Sau khi rời khỏi vị trí vật cản vách đứng, kíp xe số 3 sẽ tiếp cận vật cản dốc nghiêng số 2. Sau đó sẽ vào vị trí bắn đối với súng PKT. Дополнительных боеприпасов не использовала ни одна команда, ни одного. Сразу же поразили все мишени. И вот до финиша крайней команды, я думаю, крайней как раз таки и будет финишировать сборная Вьетнама. У команды сейчас выполнение еще одной последней огневой задачи. Венесуэла уже приближается к финишу, преодолевает сейчас. Венесуэла cũng đã rời khỏi vị trí vật cản sông Cạn. Освежился. Танк Т-72. Họ đang chuẩn bị kết thúc phần thi của mình. Красиво продолжает движение. Вот и баз рой. Конкурса. Что ж, гон 23 фут. Чистым и красивым. Что и позволяет как раз таки. Có lẽ là kíp thứ 3 của đội Venezuela sẽ là những người có thành tích tốt nhất trong số 3 kíp thi của họ ở vòng loại năm nay. Đội tuyển xe tăng Việt Nam đang đứng trước mục tiêu là bia số 9. Với súng PKT. Phần thi dành cho thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn. Люки закрыты. Можно начать стрельбу. Можно открывать огонь. Разрешает главный судья соревнований. Ngay sau khi nạp đạn vào trong súng, thì trưởng xe khẩn trương báo cáo lên sở chỉ huy xin lệnh bắn. Pháo thủ nhanh chóng quan sát, phát hiện, tìm mục tiêu. Но тем не менее, после каждого заезда обязательно все судьи уезжают и осматривают мишени на предмет попадания. Chúng ta đã khai hỏa rồi. Tuyệt vời. Chúng ta đã tiêu diệt được bia số 9 ở khoảng cách 800m. Rất hồi hộp. Bây giờ thì kíp xe tăng thứ 3 của chúng ta sẽ cần phải nước rút về đích. Cố gắng tiết kiệm thời gian. Cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất phần chạy của mình để có thể đạt được mục tiêu. Như vậy là đội Venezuela đã kết thúc phần thi của mình. Арранцес Хайме, Диего Наварро и Али Самбрано. Венесуэла, третий экипаж, развивается государственный флаг Боливарианской республики Венесуэла на полигоне Алабино. 24 phút 21, thành tích tốt nhất trong số 3 kíp xe tăng của Venezuela tại cuộc thi năm nay tại vòng loại. Пораженных мишеней. Đội xe tăng Việt Nam của chúng ta đã tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu và bây giờ là lúc mà chúng ta đang băng băng về đích. Сборная Монголии с одной мишенью не справилась. А вот все остальные команды 5 из 5. Như vậy là trong bài thi đợt này chỉ riêng đội Mông Cổ là bắn được 4 trên 5 mục tiêu, còn các đội còn lại đều hạ 5 trên 5 mục tiêu. Быть может было попадание и попросту не сработал фаер. Выполняет воинское приветствие сейчас представители Боливарианской республики, приветствует тренерский штаб, судья, глава делегации. Trên bảng thông số kỹ thuật thì có những lúc tốc độ tối đa của đội tuyển xe tăng Việt Nam lên đến 69 km/h. Có thể thấy rằng điều kiện thời tiết ngày hôm nay khá lý tưởng cho các kíp xe thực hiện các nội dung từ bắn cho đến lái.
Результат в целом всей команды в лучшую сторону. Кто пройдет в полуфинал, мы узнаем уже сегодня. Ngay ở phía cuối đoạn đường chạy thẳng là vật cản bãi mìn. Như trên hình ảnh quý vị đang theo dõi, kiếp xe chúng ta đang vào vị trí vật cản này. Ở làn đường của các đội chạy xe màu đỏ thì bắt buộc khi vào vật cản này sẽ phải giảm tốc độ rất tốt. Và ngay sau khi rời, chúng ta sẽ phải bẻ vào một góc cua rất là gấp. Đây chính là góc khó nhất trong cuộc thi này với các tay lái đúng không ạ? Vâng. Nhất là với đường dành cho các chiếc xe màu đỏ. Vâng, và vừa rồi là tiến chiến đã vượt qua một cách rất là gọn gàng. Vâng. Bây giờ là vật cản sông cạn. Chúng ta sắp kết thúc cuộc thi rồi. Vâng. Sau khi rời khỏi sông cạn thì chúng ta chỉ còn 3 vật cản nữa. Вьетнам 23 минуты уже. 50 секунд резерва есть. Ну что, нужно поторопить, нужно поторопить. Сейчас механика водителя обязательно. Командует сейчас. Từ đầu đến cuối, chúng ta được chứng kiến sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả. Đây chính là nguồn cổ vũ to lớn, động lực thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Chúng ta đã rời khỏi vị trí vật cản dốc cao, đang tiến về vị trí vật cản cửa mở, hay có tên gọi khác là giải lửa. Ревут трибуны сейчас здесь на полигоне Алабино. Вьетнамских болельщиков огромнейшее количество. Наверное, самая большая армия сегодня как раз-таки среди болельщиков представлена представителями Социалистической Республики Вьетнам. Ну что ж, 24 минуты уже. Это пока вторая строчка. Ну уж на второй-то строчке, я думаю, удастся сохранить свою позицию. Результат Венесуэлы 24-21. 24-14. 15 секунд. Chúng ta đang vượt qua vật cản hào chống tăng. Sau khi rời khỏi hào chống tăng, chúng ta sẽ cơ động về vị trí vạch đích và hoàn thành nội dung thi của kiếp xe số 3. Каждого экипажа время фактически одинаковое. Итак, финиш сборная Вьетнама. Третий экипаж завершил выступление и поставил точку в индивидуальных зачетах первого дивизиона. 24 минуты 45 секунд. 24 phút 45, đó là thành tích của kiếp xe tăng thứ 3 của chúng ta tại cuộc thi vòng loại bảng 1 Army Games 2021. Чан Вьет Хай. Наводчик оператор старший лейтенант Фан Ань Туан. Механик водитель старший лейтенант Trần Việt Hải, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Tiến Chiến đã kết thúc phần thi của mình ngày hôm nay, và họ là những người giỏi nhất trong số các kíp xe tăng của chúng ta tại vòng loại cuộc thi năm nay. Что ж, это можно назвать одним из самых результативных, ярких, интереснейших заездов первого дивизиона. Лишь только Монголия не справилась с одним, с одной мишенью, с одной огневой задачей. А так-то все остальные команды, 5 из 5 мишеней. Штрафные площадки, фактически о них мы вообще не слышим и не видим. Механики водителя настолько подготовлены, настолько уверены в себе, что нет нарушений на трассе конкурса. Итак, приветствует сейчас тренерский штаб свой экипаж, аплодирует, говорит огромное спасибо и главному судье, тренер сборной Вьетнама. Ну а мы говорим всем командам огромное спасибо, тренерам, преподавателям, все те, кто приложили свои силы, свою руку для подготовки экипажей, участвующих в этом заезде. Итак, индивидуальная гонка, первый дивизион, последний заезд только что состоялся, Монголия. На четвертой строчке 25-04, Вьетнам 24-45, Венесуэла 24-21 и Сирия 23 минуты 54 секунды. А, дорогие друзья, впереди у нас... Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với trường quay S5 của kênh Truyền hình Quốc Việt Nam để cùng bình luận về trận đấu mà chúng ta vừa được theo dõi. Команды Катара, Южной Осетии, Абхазии и...
Như vậy là phần thi của kíp xe tăng số 3 của đội xe tăng Việt Nam tại vòng loại của môn xe tăng hành tiến Army Games 2021 đã khép lại. Cho dù chúng ta không đạt được mục tiêu về mặt thời gian 22 phút 20 giây như chúng ta đã đề ra ở đầu chương trình, nhưng phần trình diễn của Trần Việt Hải, Nguyễn Tiến Chiến và Phan Anh Tuấn rõ ràng là một phần thể hiện có thể nói là rất xuất sắc. Đó là thành tích tốt nhất mà chúng ta có được ở cuộc thi năm nay và cũng là thành tích tốt nhất kể từ trước đến nay khi mà Bộ đội Xe tăng Việt Nam tham dự Army Games 2021 trong phần thi xe tăng hành tiến. Chúng ta trở lại với các vị khách mời trong trường quay vào lúc này. Thưa Thượng tá Nguyễn Công Cung, đồng chí đánh giá như thế nào về phần thi của các đội trong cái phần thi ở buổi chiều ngày hôm nay, từ đội Serbia ở cái buổi sớm hơn cho đến đội Mông Cổ, rồi Venezuela, Syria và đặc biệt là đội xe tăng Việt Nam với kíp thứ ba? Thưa anh Quang Tùng, thưa các quý vị khán giả, theo như bản thân tôi đánh giá cái buổi chiều ngày các cái đội thi đấu thì cơ bản tất cả là cũng tốt, đặc biệt là cái kết quả bắn thì so với những năm trước ấy, thì năm nay là cái kết quả bắn là rất tốt. Thế thì rất tiếc cho cái kíp của kíp ba của đội tăng Việt Nam mình là tôi đã nhận định là nó không được chính xác, nhưng nó qua cái trận đấu này thì xin báo cáo với quý vị khán giả là nó thể hiện được cái khẩu hiệu của binh chủng tăng giáp chúng tôi là đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể. Cái này nó có một cái hay này, cũng có thể xuất phát từ cái việc là đồng chí Phan Văn Tuấn bắn tốt quá dẫn đến cho đồng chí Nguyễn Tiến Chiến là lái xe phải giữ cái kết quả thành quả của đồng chí Tuấn. Do vậy là cái các anh đã biết riêng cái chân ga của đồng chí Tiến hôm nay là chưa phải là hết cái công suất mà chưa hết khả năng của đồng chí đó. Tại vì như các đồng chí đã biết là năm ngoái, năm 2020, đồng chí đã chạy đến 72 km/h. Thế nhưng hôm nay chúng ta qua theo dõi thì địa hình thời tiết là rất tốt, thế nhưng mà cũng chưa lúc nào đạt được mà qua vật cản. Tất nhiên như ban đầu chúng ta phân tích là cái vật cản đường đua số 1 nó rất khó và nó đòi hỏi nó ảnh hưởng đến cái tốc độ đua của từng lái xe một rất nhiều, và các cái đội đỏ thì đều ảnh hưởng, ví dụ như là đội Trung Quốc này, đội Việt Nam, đội Mông Cổ đều dính vào các cái đường đua này đều là khó khăn. Nhưng đồng chí Chiến ở đây chúng tôi đánh giá là cố giữ cả cái riêng cái thành quả của lái xe và giữ cả cái thành quả của đồng chí Phan Văn Tuấn bắn. Thế nhưng đánh giá như anh Tùng vừa nói thì tôi cho là hoàn hảo đối với kíp của chúng ta. Vâng, với tôi vào lúc này thực sự là tôi có một cảm giác rất là tiếc nuối cho cái kết quả chung cuộc của chúng ta. Tất nhiên những con số là những con số hết sức thực, nó đã phản ánh đúng những màn trình diễn của các đội ở cái phần thi qua các kíp 1, kíp 2 và cả kíp 3 nữa. Tôi có một cảm giác tiếc nuối. Còn thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng thì sao? Đồng chí có chia sẻ với tôi quan điểm này không? Như trong phần bình luận trước trận đấu, tôi đã thể hiện cái lòng tin của tôi đối với đội tuyển. Trong bất cứ trường hợp nào, với bất cứ kết quả nào, tôi vẫn đặt trọn niềm tin và sự tự hào với các tuyển thủ của chúng ta. Và đặc biệt trong cái phần thi ngày hôm nay của kíp số 3 thì thật sự là rất tuyệt vời. Phần bắn thì không còn gì phải nhận xét, đúng không ạ? Còn phần lái thì đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Cung đã phân tích, đã chia sẻ vô cùng sâu sắc. Thì tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm, với chia sẻ của các đồng chí. Về tổng thời gian cho đến lúc này, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi thì đội tuyển Mông Cổ sẽ là những người xếp ở vị trí thứ 7. Họ có tổng thành tích sau 3 kíp xe là 75 phút 21 giây. Đội tuyển Serbia sẽ có thành tích là 78 phút 41 giây, họ đứng ở vị trí thứ 8. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta đứng ở vị trí thứ 9 với tổng thành tích sau 3 kíp lái là 81 phút 08. Tiếp theo là đội Venezuela có tổng thành tích là 86 phút 40 giây. Và đội Syria là đội đứng cuối cùng của bảng 1 với tổng thành tích là 92 phút 53 giây. Nên nhớ rằng là đội đứng ở cuối bảng, đội đứng ở vị trí thứ 11 sẽ phải xuống chơi ở bảng 2 hội thi này năm 2022. Trong khi đó với đội tuyển xe tăng Việt Nam của chúng ta, lần đầu tiên khi được tham gia bảng 1, chúng ta đã chơi đầy nỗ lực và đã có một cuộc cạnh tranh có thể nói là rất quyết liệt, rất xít sao với các đội cùng bảng. Và thiếu chút nữa thì chúng ta đã có thể giành quyền lọt vào vòng bán kết rồi. Không lọt vào vòng bán kết có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người thất vọng, nhưng tôi thì không. Tôi tự hào về những gì mà các đồng đội của chúng tôi đã thể hiện được ở Alabino. Thưa Thượng tá Nguyễn Công Cung, và lúc này với tư cách là một người đã cùng đồng hành với các tuyển thủ của chúng ta từ khi tuyển chọn, từ khi huấn luyện và trong quá trình thi đấu nữa, đồng chí muốn nói điều gì về cuộc thi năm nay của đội xe tăng Việt Nam? Thưa quý vị khán giả, đối với cuộc thi năm nay thì cảm nhận của bản thân tôi, thứ nhất là các em trong quá trình luyện tập và thi đấu như thế này cũng là hết khả năng rất cao, và cái tinh thần thi đấu nó quyết liệt. Thế xong thì cũng do các cái yếu tố, ví dụ như trận thứ hai của chúng ta là yếu tố thời tiết, thế vì
những đồng chí nào mà đã từng là trải qua, kể cả từ các đồng chí là cựu chiến binh đã từng trải qua với bộ đội xe tăng và đặc biệt là môn lái xe thì mới biết cái ảnh hưởng của môi trường thời tiết nó ảnh hưởng đến đến cái thao tác của một người lái xe nó rất là lớn, rất là lớn. Thế và phát huy hỏa lực thì đấy, như đồng chí Kiều Hưng cũng đã hay phân tích, riêng cái hỏa lực thì yếu tố, rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái hỏa lực mà dẫn đến là cái trận thứ hai chúng ta là không đạt được theo mong muốn của những người cán bộ huấn luyện cũng như là của toàn dân chúng ta, dân Việt Nam. Nhưng xong chúng tôi tin tưởng rằng qua cái trình độ và đào tạo cũng như là huấn luyện hàng năm, hàng tháng và đặc biệt là cái đội tuyển của chúng ta đến nay là năm mùa thứ tư đi thi, thì tôi hy vọng là sẽ thông qua các cái cuộc thi sơ tuyển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát tổ chức thì chúng tôi sẽ chọn ra được những cái thành viên kíp xe mẫu mực tiêu biểu nhất và trẻ trung nhất có thể là đi thi đấu SEA Games 2022 là sẽ đạt được cái kết quả sẽ tốt hơn năm nay. Vâng, năm sau có lẽ chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm ở cái bảng 1 này và chúng ta sẽ hướng tới một kết quả tốt hơn. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hưng có muốn bổ sung gì không ạ? Tôi chỉ muốn khẳng định rằng một lần nữa, trái tim tôi và khối óc của tôi luôn tự hào về các đồng đội của tôi trong kỳ thi Army Game năm 2021. Tôi thấy các anh đã trưởng thành, đã tiến bộ vô cùng nhanh và tin chắc rằng trong tương lai các anh sẽ đạt được những cái thành quả cao hơn, tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Quốc Hưng và Thượng tá Nguyễn Công Cung vì sự tham gia của các đồng chí trong chương trình này. Tin tưởng vào sự tiến bộ của Bộ đội xe tăng Việt Nam, tin tưởng vào thành tích tốt hơn trong tương lai của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong khuôn khổ Army Games. Đó là mong ước của tất cả chúng ta, những người hậu phương, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ được đón nhận những thành tích tốt hơn, tuyệt vời hơn để cùng chia sẻ, cùng vui với một ngày hội thao với bạn bè quốc tế. Quý khán giả và các đồng chí vừa được xem xong chương trình bình luận và tường thuật trực tiếp trận thi đấu vòng loại bảng 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam với các đội Mông Cổ, Venezuela và Syria. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong trận chung kết bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến Army Games 2021 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Kính mời quý khán giả và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin được cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.